Công an đã thông báo về tình trạng nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo. Mồi nhữ mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn, như với mỗi đơn hàng sẽ được hưởng trên lệch 10 đến 20 phần Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng. Đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền nhiều người nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ hiện ở nhà không có việc làm có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu